Chào quý vị và các bạn, Tuấn Dương đang có mặt ở đây là cái khu tưởng niệm đền thờ Vua Hùng đó. Ở đây là cái khu này là khu này là công viên Tao Đàn. Đó. Đó, các bạn nhìn ở đây, nhìn kiến trúc ở đây rất là đẹp à. Trên là những cái hàng cây. Hàng cây thì các bạn thấy rằng là nó rất là xanh, mát. Mình cũng không biết thuyết minh sao nữa, nhưng mà nói chung có cái gì thì mình sẽ nói đó. Đây là một cái bia tưởng niệm. Rồi trong này là cái cây. Rồi đây thì đây, trong cái khu này thì nó có các cái là phù điêu Lạc Long Quân và Âu Cơ, phù điêu Thanh Gióng, Sơn Tinh Thủy Tinh, phù điêu Dưa Hấu, Mai An Tiêm, rồi bánh chưng bánh dày. Ồ, cũng khá là nhiều thứ à. Có lẽ là nó sẽ ở trong kia các bạn. Nhưng mà chúng ta chỉ cần lướt ở ngoài và chúng ta biết thôi. Rồi, chúng ta sẽ đi ra ngoài nhé các bạn. Đây thì một cái cây đa. Nhìn cái gốc của nó cũng rất là bự à. Đó. Cảnh quan ở đây thì các bạn thấy rất là đẹp à. Đó, giữa thành phố rất là sôi động thì đây nó như là một cái lá phổi của thành phố đó, và chúng ta có thể tới đây để vui chơi, nghỉ dưỡng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài nhé. Đây, hồi nãy mình có xin phép bác bảo vệ để đi vô tham quan. Ở trước cửa thì đây là những cái chậu sen cạn đó. Đó, rồi các cái tượng, mình cũng không hiểu nó là cái tượng gì. Đó, đây thì có một cái bụi này là bụi tre đó, bụi trúc các bạn. Đó, chúng ta sẽ đi tiếp nhé. Nói là ở đây thì có những cái cây rất là cao các bạn, lớn, có khi là mình nghĩ là cái này chắc phải 5-6 người ôm á. Đó, cái hàng cây này, các bạn nhìn cái tán lá của nó, đó, sum suê. Rồi cái gốc này thì rất là nhiều người ôm, có lẽ là phải 5-6 người ôm thì mới ôm xuể cái gốc cây này các bạn. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi ra ngoài nhé. Đây thì có các cái chòi này này. Cái chòi này thì chúng ta sẽ tới đây để chúng ta rồi có cả những khu công viên này, có cả nhà vệ sinh ở đây. Các cái chòi này chúng ta có thể tới đây để chúng ta ví dụ như là đi chơi thì mình trú mưa, hoặc là ví dụ như nắng chúng ta cũng có thể vào đó nghỉ, hoặc là nhóm bạn đi chơi thì chúng ta sẽ vô đó. Đây, hai cái vị khách từ nước ngoài, họ cũng tới đây để họ tập thể dục đó. Có lẽ là họ sang đây để sinh hoạt, làm ăn và sinh sống ở đây đó các bạn. Đây, một anh Tây đầu chọc với lại một cái chị áo vàng. Đây, hai bạn này cũng đang đến đây tập thể dục. Bên đây là cái nhà thi đấu, hình như đây là nhà thi đấu Nguyễn Du. À không phải, rạp chiếu phim Galaxy Nguyễn Du các bạn ạ. Đây, chúng ta sẽ đi vô đây nhé. Đó, một cái thảm cỏ xanh mướt.
nhìn rất là thích ra. Đây có hai cái bạn người nước ngoài, chắc là sang Việt Nam chơi, các bạn ấy cũng tới đây. Wow, đây là một cái mình thấy hình như là có các cái con chuột ở đây thì phải. Chúng ta sẽ đi vô đây coi nhé. Wow, ở đây là họ nuôi cá này. Đây là cái hồ cá đó các bạn. Cá vàng. Rồi đây là một cái viên đá. Cũng không biết là họ làm theo cái phong cách gì á. Nhìn rất là đẹp. Còn dưới hồ này thì là họ nuôi cá các bạn. Cá vàng. Đây như là một cái hệ sinh thái thu nhỏ ở Sài Gòn. Nhìn cũng rất là đẹp á. Kia là cái con chuột nó bơi các bạn. Rồi, nó bơi nó lại nhảy lên rồi. Đây, họ làm một cái cây cầu nhỏ này bắc qua này các bạn. Cây cầu nhỏ bắc qua. Nên chúng ta đi qua, đi lên đây. Đó. Nhìn rất là đẹp xanh mướt một màu. Mình sẽ dành nhiều thời gian để mình tới đây để quay những cái thước phim đẹp gửi tới quý bà con cô bác Nơi đây phải nói là mình thấy rất là tuyệt vời. Kia có một cái cô gái, cô đang bắt đầu vào để cô đi tập thể dục đó. Rồi chúng ta sẽ đi ra đây. Bên công viên này thì nó có hai khu, còn có cả một cái khu ở bên đường này nữa. Đây thì họ trồng cái hàng rào này để ngăn cách và giống như là đỡ bụi, đỡ ồn đó. Thì cũng rất là tốt à. Đây, chúng ta sẽ đi qua đây. Đây là đường Trương Định đó các bạn. Bây giờ là giờ cao điểm nên là rất là nhiều các cái phương tiện họ cũng đi qua đây. Nếu mà chúng ta đi thì có lẽ là chúng ta phải tìm cái chỗ mà nó có cái vạch vàng để chúng ta, xin lỗi, vạch trắng để chúng ta đi băng qua đường . Giờ mình sẽ sang chúng ta sẽ chờ ngớt xe và chúng ta sẽ đi băng qua đường nhé. Rồi, bớt xe rồi các bạn, chúng ta sẽ băng qua đường thôi. Ở đây thì họ đã làm những các cái dạng như là những cái con lươn. Bây giờ thì họ đã bật đèn lên rồi. Các bạn nhìn, họ bật cái đèn màu hồng lên nhìn rất là đẹp Đó. Thành phố bật cái đèn màu hồng lên thì nguyên cái dãy này là màu hồng này các bạn. Giờ mình sẽ lia máy một vòng cho quý vị các bạn coi nhé. Đó. Đó, màu hồng rất là đẹp. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp nhé. Đây thì có lẽ là tượng một cái người mẹ ôm con này các bạn. Đó. Tượng một cái người mẹ ôm con.
bác đạp xích lô này. Đó, bác ấy đạp chậm 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 chậm. Đó, bác đạp xích lô á. Rồi, video clip của Tuấn Dương thì xin phép kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đừng quên like cho video và đăng ký ngay kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất cập nhật về cuộc sống Sài Gòn nhé. Bye bye quý vị và các bạn. Và xin phép là hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video clip tiếp theo. Và các bạn hãy nếu mà ai còn chưa đăng ký kênh YouTube của Xuân Duy, của Tuấn Dương thì hãy đăng ký ngay nhé. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những cái video clip tiếp theo ha. Bye bye. Rồi, bye bye quý vị và các bạn nha. Hẹn gặp lại vào những video clip tiếp theo ha.